Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ 2016. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 10 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc các nghề đúc trống đồng thủ công truyền thống, sản xuất tre luồng mỹ nghệ, điêu khắc gỗ, điêu khắc trên kim loại và khắc tranh đá đen. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa có 10 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Các nghệ nhân được vinh danh là những người đã có công bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống, tham gia truyền nghề cho các thế hệ sau, có sự sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Cũng lần đầu tiên được tham gia cái hội chợ và được vinh danh nghệ nhân ưu tú. Tôi là một người con đất Việt và cũng rất tự hào là mình là được vinh danh trong đợt này. Và những cái sản phẩm của chúng tôi làm ra thì cũng rất mong là qua những các cái chương trình như thế này được đưa đến bạn bè Nam Châu và có những cái sự hỗ trợ của Bộ Công Thương để chúng tôi phát triển làng nghề ngày một vững mạnh hơn và truyền đạt lại cho những thế hệ sau này nữa. Chúng tôi là những người làm nghề đấy thì càng phải cố gắng hơn nữa để mà phát huy những cái truyền thống của những người trước đã gây dựng lên và chúng tôi kế tiếp những cái đó mà những cái tinh hoa đó để chúng tôi làm nó cũng cái sản phẩm ngày nó càng đẹp hơn và nó gửi những các cái văn hóa của dân tộc mình thông qua những cái đôi bàn tay và những cái sản phẩm mà chúng tôi làm để giới thiệu với những người con của đất nước Việt Nam mình và đồng thời với bạn bè quốc tế để biết và hiểu hơn về những các cái bản sắc của dân tộc Việt Nam. Được biết, những năm gần đây, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa được duy trì và phát triển mạnh mẽ, cả về số lượng cơ sở, cả về các loại nghề, cũng như giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu. Các nhóm ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa gồm chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ, đúc đồng truyền thống, xử lý chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn. Thanh Hóa có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã có thương hiệu truyền thống khá nổi tiếng như cói Nga Sơn, mây tre đan Hoàng Thịnh, đúc đồng Triệu Sơn. Việc lựa chọn để phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của Thanh Hóa đợt này được đánh giá từ cấp cơ sở. Các hồ sơ đề nghị xét tặng theo mức tiêu chí đóng góp của các nghệ nhân trong việc giữ gìn nghề, truyền nghề, dạy nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn của tỉnh. Việc tôn vinh các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là việc làm thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh hàng hóa thủ công mỹ nghệ của Thanh Hóa, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân tiếp tục cống hiến, gìn giữ phát triển làng nghề truyền thống, du nhập và nhân cấy nghề mới. Đóng góp của nghệ nhân trong các cái sản phẩm mà đóng góp cho cái sự phát triển chung của tỉnh thì phải nói rất đáng khích lệ. Sở Công Thương Thanh Hóa xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi và chúng tôi cũng thấy rằng là mình phải có cái trách nhiệm làm thế nào để lưu giữ phát triển cái ngành nghề. Thì muốn làm được như vậy thì chúng ta phải xác định là cái sản phẩm của cái làng nghề phải được quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân trong cả nước và kể cả bạn bè quốc tế để làm thế nào cái sản phẩm này vừa đến nhưng mà đồng thời nó góp cho cái sự các cái làm cái giá trị của sản phẩm nó tăng lên và đóng góp cho cái kinh tế của các cái nghệ nhân và có như vậy thì người ta mới yêu nghề và giữ được cái ngành nghề. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, định hướng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn của tỉnh thời gian tới sẽ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh xác định ngành nghề nông thôn là mũi nhọn nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương gắn với sản xuất nông lâm, ngư nghiệp và các vùng nguyên liệu tập trung, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển các nghề và làng nghề truyền thống.